cốp chìa phòng bỏ trong nữa. Chút chìa cổi. Ba phòng bỏ. Nhanh này, mở đây lúc nào này. Được đây máy bỏ nó to hơn xíu ý nhiều hơn. Trước mình nghĩ là lâu. Còn cái rau bẫy đem lên dọn. Ừ, còn mấy cái cỏ với cái rôm ấy trường, lần hốc á chiều nào mà đáy rôm xong giờ lần đáy luôn rồi. Đáy mới rồi giờ bỏ. Cái này sáng nay là nó hốt đâu anh? Đang hốt. Nó chạy vô. Hốt hàng tao rồi. Hàng tao nhiều phân như này đâu. Muốn xì anh? Xì lớn nó hút hơn. Cứ định kỳ vậy nó tới nó hồi nó à, nó hồi. Biết rồi giờ mối người ta hút vậy đâu. Miền đại thấy chớ rôm này bà nói là có chớ con bò không bà cho ít xi chớ giờ đủ coi cho nó tốt. Bữa tôi kêu mày lên hút mày hút ở chứ nào thằng thằng đấy hút bây giờ nói hút mà đấy đấy rồi chứ không quá ý là đỡ nào mua hết rồi còn mấy cái ái mình hút mình dọn dọn thôi cái thằng này nó ướt mày còn mấy không phải ý là đỡ cho nó đủ ái luôn đủ xi luôn biết không chứ hút chi dạ cái gì đâu lít tí lít tí xong hết rồi cái kiểu là nào dọn hết để mình dọn lại chứ không lần được hai ba xi rồi. Mất gì tự nhiên học con đang ấy đi vô bị lỡ cửa.